làm bùa ở trong chiếc đũa bếp, cái đóng xuống cái dấu chân đó là ăn trộm nó bị tàn phế luôn hả tàn phế suốt cuộc đời, hết cuộc đời không ăn trộm, đào tường quét vách tường. Vậy là hết làm ăn luôn không? Hết làm ăn. Ác lắm, cái đó là thằng đó kể như tàn phế luôn. Thái Thượng Lão Quân là trưởng tổ của trên trời dưới đất này. Dạ. Ông hậu tổ Trần Minh Đức. Mấy ông thầy bùa giỏi đó, người ta ếm ăn trộm. Là người ta dùng cái đũa bếp người ta ếm ăn trộm không? Đũa bếp mà lâu đời hồi xưa đó, bởi ông bà mình đũa bếp. Hồi xưa mà gấp lửa bị sáng đũa bếp đầu liền. Là sao không Tư? À, lấy cái đũa bếp mà xới cơm mà gấp đũa lửa hả ông Tư? Ừ. Dạ. Yeah. Ông kỹ lắm. Dạ. Yeah. Rồi gặp dấu giò ăn trộm đó. Dạ. Yeah. Mấy ông mới lấy cái thúng úp lại, cái người chủ nhà đó úp cái thúng lại, mấy ông xách, ông thầy đó ông xách chiếc đũa bếp lại. Ông đóng vô cái bàn giò đó, thằng đó tàn phế luôn. Là ông đóng vô cái dấu chân của cái ăn trộm đó hả ông? Ừ, dấu chân thằng ăn trộm nó quét tường nó chung vô đó. Dạ. Là đóng rồi thằng ăn trộm nó tàn phế võ công luôn. Làm bùa ở trong chiếc đũa bếp, cái đóng xuống cái dấu chân đó là ăn trộm nó bị tàn phế luôn hả ông? Tàn phế. Suốt cuộc đời, hết cuộc đời không ăn trộm, đào tường quét vách tường. Vậy là hết làm ăn luôn không? Hết làm ăn. Yeah. Ác lắm, cái đó là thằng đó kể như tàn phế luôn. Yeah. Còn làm bại liệt luôn. Mà mấy ông thầy pháp xưa giỏi lắm mới có cái đó hả ông Tư? Giỏi lắm, mấy ông thầy đó giỏi lắm. Yeah. Bị ghét mấy ông trộm đào tường khoét vách đó. Yeah. Bị đỡ nhà con có nhà tường cái nó đào đất dưới, nó chui vô nhà mày. Yeah. Nó đào qua khỏi cái nền móng khỏi tường mình đó. Ừ. Yeah. Gặp bây giờ nhà tráng xi măng này mụ nổi, nó đào lên không nổi nữa. Vì hồi xưa người ta đâu có tráng xi măng vô đâu cái có. Nền đó không Tư? Nền nhà đất có gạch mà gạch miếng thẻ thẻ nhỏ nhỏ à. Dạ. Yeah. Hồi xưa đường vôi nó cũng mềm. Còn cái chuyện mà như ông bà hồi xưa kỹ cây đũa bếp mà gấp lửa là bị lấy cây đũa bếp quýnh trên đầu là cái đó là sao ông Tư? Ta kỹ, cái đó kỹ là cái gì ông Tư? Bà mình kỹ cái đũa bếp là cái đũa cái. Yeah. Trong gia đình mà con đem con đốt rồi còn cái gì nữa. Yeah. Thành ra đâu đũa gấp lửa phải riêng. Yeah. Chứ không đụng đũa nào gấp đũa ăn mày gấp lửa mấy ông cũng ấy. Còn bới cơm mà con kê đũa bếp con nhiệt trên miệng nồi đó để cho nó rớt cơm nó cũng bị chửi nữa. Ý cái đó là sao hả ông Tư? Bị đũa xới này rồi cái nồi thì nhờ nấu mới được có cơm ăn. Yeah. Con đập trên miệng nồi đó không khác nào con đập cái đầu ông táo. Dạ. Yeah. Nên ông già xưa kỹ lưỡng kỹ lắm. Ăn mà con bới cơm cũng vậy, mà con nạo cái nồi cái rột ông nó hết cơm hả đi vô nấu lên thêm. Nạo mà dưới đít nồi á. Dạ. Yeah. Ông cũng chửi già xưa kỹ lưỡng. Dạ. Yeah. Mình bới cơm mà lỡ lấy cái muỗng bới cơm mà nạo ở dưới nghe cái rột đó, nghe cái rột ông nó hết cơm, ông đứng khỏi mâm liền ông vô bếp ông xúc gạo ông nấu cho mẹ ăn mà ở trong nồi còn cơm đó hả ông Tư? Ừ, ông bộ hết cơm hay gì có ông thì không nấu mà có ông hỏi gì. Dạ. Yeah. Người xưa kỹ lưỡng cái này cái kia quá không Tư? Từ ăn nói đi đứng con, bởi hồi xưa cái câu tiên con học lễ. Dạ. Yeah. Tiên học lễ. Lậu con mới học văn. Dạ. Yeah. Tiên học lễ hậu học văn. Ừ. Học cái cách ăn uống ở nhà ngủ nghỉ ngồi đứng. Yeah. Đi. Dạ. Yeah. Là trong Minh Tâm Bổ Giám cũng có dạy điều đó cho mình đó. Dạ. Yeah, có. Còn giờ ẩu tả nội cái người sanh đẻ thì con tính cái bộ sinh dục của phụ nữ nó cũng như cái bong bóng cá. Yeah. Khi mang thai thì cái bong bóng nó đưa lên bụng, khi đẻ rồi nó lỏng thỏng thỏng ngoài. Yeah.
Bây giờ nó đi đứng mạnh cái đường sinh dục nó đâu có cứng cát đâu mà nó giữ được. Nó lòi ra ngoài mới gọi là lòi đôm. Rồi cái mình kêu bên Tây Y là kêu sa dạ con. Bên Đông Y kêu lòi đôm. Cũng có mấy người bị bệnh gì đó. Nhóc. Bây giờ bệnh nó nhóc luôn. Dư bưng nặng. Vậy là do cái người phụ nữ người ta sanh đẻ người ta không kỹ lưỡng. Non ngày, non tháng, nó, cái cửa mình nó đâu có được cứng chắc. Nó lỏng lẻo. Còn dễ lọt đó. Còn người xưa thì người ta sanh đẻ trong vòng 3 tháng người ta không làm chân không? Nằm sắp không, con mới nằm trong xó không, tuyệt đối không có cho người sanh đẻ mặc đồ mới là một. Thứ hai là tuyệt đối chồng bưng cơm vô là ra liền chứ không cho ngồi cà kê với vợ nữa. Ông bà xưa kỹ lắm. Rồi con thấy đường bà giờ cái bụng có bà còn hơn đường ông nữa. Bụng cũng như bụng mang thai vậy. Cái này á. Hồi xưa bắt nằm sấp. Rồi con xong phèn muối, tắm rửa cũng phèn muối. Đời giờ nó quỷ yêu lắm đó. Xong thèn muối cho tắm rửa, thèn muối đừng cho nó có cái này bụng nữa không Tư? Không có cái đừng cho nó nở nay bụng. Thứ hai nữa là cái đường sinh dục mình nó bó sát, nó cứng cát lại. Còn bị cái tao nói con ấy bị tao bây giờ ấy sanh đẻ khó khăn cỡ nào tao sanh cấp kỳ. 1, 2, 3 là đẻ cái ào ra liền. Hồi đó ông sanh được luôn hả ông Tư? Sanh được, tao sanh có hai người dân tộc rồi. Bị nó đẻ ngược, tao không, tao gớm quá, tao không có sanh cho người mình được. Bị thấy người ta, mình đi chơi rồi gặp cái hoàn cảnh vậy đó. Mới sanh giùm cho người ta, hai người dân tộc. Là hồi đó ông sanh giùm ta là sanh mấy người sanh ngược đó không Tư? Đẻ ngược. Với sanh thuốc rất nguy hiểm. Sanh thuốc là sanh sao không Tư? Thuốc dục đó con. Mày đắp rồi mày chồng mày phải cái khăn bàn dắt trên vai cái thau nước nóng ấm nó còn phải chuẩn bị để ngay mặt đó. Đẻ ra rồi gỡ thuốc trên đầu liền, lau máu lương ở dưới mu liền. Mày lau cho vợ mày chứ ai vô đó lau. Ý máu lương là lau làm chi em Tư? Bị con ấy đắp đu đủ dầu trên này nè, đu đủ dầu nó tống, máu lương thì nó hút. Máu lương thì hút ra. Mày phải lau liền, gỡ đây rồi lau dưới này liền không thôi ruột gan nó văng ra ngoài mẹ nó hết trơn chết ra sao. Ủa ghê vậy ông Tư? Thì không ghê, bị cái đường sinh dục nó bọng thang có gì đâu. Nó có cái dạ con nó bích cũng như cái bông cá vậy đó. Ví dụ vậy là sanh kiểu đó nguy hiểm cái người đàn bà quá ông Tư? Nguy hiểm lắm, mấy người khó sanh khó ấy thì kiểu ta mới sanh vậy. Nhưng người ta biết cách làm mới được hả ông Tư? Ông dặn người chồng phải kỹ lưỡng. Mày phải đứng sau lưng chồng, đứng ngoài màn đó. Phải nhắc nhở thường xuyên. Nghe em bé khóc cái ngoé là bảo gỡ cái miếng thuốc trên đầu là cái khăn bàn con dắt dai nhúng vô thao nước. Lau liền cái máu lương dưới mu đì nè, trên mu nè. Chậm là chết liền. Ồ, xanh nó nguy hiểm ghê. Nguy hiểm. Bởi vì những cây đu đủ dầu mà gần chuồng heo, gần nhà mà heo nái đó, người ta chặt bỏ hết rồi. Khi con heo nó cắn ổ, nó cắn lá ra vô là nó đẻ ruột gan ra. Nhưng Tư hồi xưa như nãy ông nói là mấy người đàn bà mà sanh thuốc như vậy đó rồi sau này nó bị ảnh hưởng gì không ông Tư? Không con. Mạnh mẽ như thường nhưng mà cái người chồng mới phải tinh thủ nghiêm nhặt á. Là em bé ra đời là phải nhanh tay lẹ con mắt lau chùi sạch sẽ liền. Lau mấy cái thuốc đó hả ông Tư?
Hồi xưa cũng có nhiều cách sanh con quá không Tư? Ừ. Sanh thuốc không? Có người ta hồi đó mà đi sanh đâu đâu có lại nhà báo sanh mà ở nhà đã sanh luôn đó. Đâu có, hồi đó mụ vườn không báo sanh đâu có. Dạ. Đời bác ra đời đây cũng mụ vườn không? Chứ hồi xưa đâu có mà đâu có bệnh viện nhà báo sanh gì đâu. Dạ không có bệnh viện. Ý ngày xưa cũng không có bệnh viện nhà báo sanh đâu luôn không Tư? Không có đâu, ngoài tỉnh thành thị rồi mới có. Dạ tỉnh rồi mới có, ở trong quê là không có không Tư? Ừ, đây con ra tới Châu Đốc mới có. Dạ. Rồi cảnh nghèo mình con đi đâu? Dạ. Mà xe cổ đâu phải như giờ mày kéo xe bò hay xe trâu tới ngoài đẻ dọc đường mẹ. Dạ. Nguy hiểm tới người mẹ nữa. Ờ. Bây giờ thì phương tiện nó quá tới... mau lẹ nhanh dạ. Chóng. Phương tiện dễ còn đi. Mình còn chưa có đầy đủ nữa, nước ngoài máy bay không? Dạ. Cái dân tộc du mục nó ở trong băng tuyết núi rừng, nó cách thành thị mấy ngàn cây số vậy đó. Rồi gần tới ngày sanh máy bay vô nó rước mấy người đi về trước. Dạ. Nhưng đem ra gần đem ngoài gần thành thị trước. Dạ. Đưa vô bệnh viện cho người ta khám trước. Sao mà người ta đặt là người du mục không Tư? Du mục là dân đó nuôi con tầng lộc giữ dê rồi trong sa mạc á. Dạ. Trong băng tuyết. Nhà thì ở như cái đống rơm mình á, như túm nhộn quắt đó. Dạ. Nhà đó cũng dai với tầng lộc với đồ không hả? Dạ. Người ta lột ra người ta ấy. Ở đó khỏi tủ lạnh. Con muốn ăn cá là con đào tiết con lỗ vậy đó, cái mày thả lưới xuống dưới. Dạ. Thả lưới cho lát phân lên cá hồi con nào cũng lấy mấy ký con. Ý sao giống ở Nam Cực chứ không Tư? Đâu Nam Cực Bắc Cực gì ở vùng tụi Mông Cổ rồi này kia nó ở nè. Dạ. Là cá nó ở dưới tiết không Tư? Ở dưới lớp tiết ở trên thì có máy bay con đậu được, xe con chạy được. Quá dày rồi, lớp băng nó quá dày. Ba thước. Vì sao bể nổi? Ừ, đâu bể nổi. Như người du mục cũng như là người dân tộc thiểu số không Tư? Du mục là không có nhà cửa cố định. Dạ. Ở chỗ đó hết cỏ cây nuôi từng lộc, nuôi dê rồi kia cái qua mùa một năm giờ bốn lần vậy. Dạ. Giờ theo mùa. Ý gì là vậy là đi sống chỗ này chỗ kia chứ không có. Có khi đi trúng bão tiếp rồi chết dọc đường nữa, chết thú chết người luôn. Vậy là mấy người đó không có chỗ có ở cố định không Tư? Không, không có cố định. Như chỉ biết sống chăn nuôi là rồi không Tư? Chăn nuôi là ăn thịt đó, uống sữa của nó. Dạ. Ở đó là mấy bãi là đi lâu lâu cái đi máy bay nó tiếp tế và đi ra chợ mua. Dạ. Lúa mạch bo bo rồi kia này kia bắp bột bắp rồi đó. Dạ. Đem vô làm bánh ăn với thịt những cái loại đó. Ba Kích Tăng, Áp Ca Nít Tăng này là dân du mục nhiều lắm. Ở vùng Nghi Mã Lập Sơn. Dạ. Ở đó con thấy người ta ở trên núi rồi, người ta treo cờ, treo giải màu mè tùm lum như Mông Cổ. Mấy cái chỗ đó là chỗ người ta thờ phượng đó, tổ tiên ông bà của người ta. Dạ. Là mình người ta treo giải đủ đi màu đâu tới ngày về đó ấy với nhà chùa. Dạ.
treo giải treo rồi thì còn đùm đùm. Như hồi xưa mà con nghe nói mấy ông thầy pháp đó ông Tư, là mấy ông làm nghề đó cũng nguy hiểm lắm không Tư? Thầy pháp nguy hiểm gì đâu, nó gạt người ta không? Yeah. Dạ. Dốc nó gạt người ta không? Chứ đâu có nguy hiểm gì hả ông Tư? Có nguy hiểm gì đâu. Nguy hiểm là mấy con điên nó giết á. Điên quá, điên làm nó đau quá, nó chém, nó giết lại. Như thầy pháp hồi xưa người ta hay đi bắt ma đồ này kia, cái đó có thiệt không ông Tư? Cái chuyện của mình không biết đâu cô. Bắt ma những người mà bị ma nhập, quỷ nhập rồi đó. Mấy ông làm cho nó sợ, nó chạy thôi chứ tao đổ chắc bắt làm sao, cái nó đâu có linh hồn đâu mà. Dạ. Yeah. Nó như mây như gió làm sao con bắt nó. Mấy ông mà nói bắt rồi nhốt vô cái lu rồi dán bùa lại. Có, hồi đó tụi tao đập lu hủ đủ hoài vậy. Bắt lửa mấy ngã ba ngã đồ để. Dạ. Chờ mấy anh đem để xuống rồi về rồi tụi tao lấy cây đập. Đập mấy cái hũ mấy ông đó đó. Ừ, đập cho nó chết cặt nó hồn vách luôn quá, đập gì. Mà không biết có mấy ông có bắt nhốt chổng không hả ông Tư? Thì mấy ông nói bắt nhốt rồi mình đâu có biết đâu, ba ông thầy. Dạ. Rồi ông thấy mấy ông đem này đó bỏ cái đợi ông về, ông lại ông đập hả ông Tư? Đập rồi, tụi tao rồi đó, quỷ sống à. Cũng đập rồi cũng đâu có thấy nhập ai hả ông Tư? Ừ. Vậy là trong đó không có hồn ma hồn quỷ gì rồi. Thôi đó coi thầy pháp nó gạt, nó láo đặng ăn thịt uống rượu. Phải cúng cho ăn. Rồi đem thịt đem rượu về, đem thịt rồi về nuôi vợ con. Chứ cái đó là không có hả ông Tư? Tiền bạc có đâu mà. Hồi xưa ai cũng nghèo chứ ông Tư. Rồi nhưng mà hồi xưa thầy pháp mấy ông bùa dữ lắm hả ông Tư? Cũng có ông giỏi ông dở. Hồi trước cái này có mấy ông thầy giỏi lắm. Dạ. Mà tại sao người ta kêu cái tên thầy pháp phải không Tư? Sao không kêu thầy bùa mà kêu thầy pháp không Tư? Mình không biết cái danh từ đó làm sao đó. Không hiểu. Dạ. Nó kêu thầy bùa đi mà tại sao thầy pháp? Thầy pháp là sao? Cái chữ pháp nó không biết làm sao á. Cái từ ngữ pháp này của bên nhà Phật. Dạ. Kinh điển pháp đấy thì Phật dạy mình đó. Dạ. Mấy ông này sao mình không biết cái từ ngữ. Không biết sao mà người ta kêu tên thầy pháp mà lại không kêu thầy bùa mà kêu thầy pháp. Hoặc là thầy phép vậy đó. Như ông thầy Thợ Đức rồi đó, kêu ông thầy Thợ Đức. Dạ. Yeah. Chứ đâu có kêu ông thầy pháp, thầy bùa gì đâu. Dạ. Yeah. Ông thầy Đức hồi xưa nó kêu ông thầy Thợ Đức không à? Thầy Thợ Đức. Mà ông là giỏi nhất luôn á. Ông có hậu tổ mà con. Dạ. Yeah. Thái Thượng Lão Quân là trưởng tổ của trên trời dưới đất này. Dạ. Yeah. Ông hậu tổ Trần Minh Đức. Dạ. Yeah. Di Sơn Đảo Hải được, tức là ông dời núi dời sông được. Dạ. Yeah. Ông như là tiên rồi hả ông Tư? Ừ. Quá giỏi luôn. Nhưng mà người phàm phu ông cũng còn cái tánh háu thắng. Phá chuyện này, phá chuyện kia. Ông đi ông chọc người ta không à? Ừ. Phá là anh kiếm rượu nhậu giống vậy. Dạ. Ông đi ông chọc ông hết. Lợi mười mấy ông thợ đang cất đình. Dạ. Gặp ông Lợi ông đứng đó, không ai mời uống nước trà, bị thợ người ta lo làm mà. Dạ. Thì mâm trà đồ để đó, ông Lợi ông đứng đó, cái ông bỏ ông đi. Đồ người cái đình nguyên một làng người ta mới cất được cái đình. Dạ.
rồi thợ súng nhau tề cưa lát bốn cái đại trụ nó hụt ở trên, hụt kích thước ở trên. Cái đó là giờ ổng làm thôi không? Ổng làm đủ nữa rồi, thợ con mần con ăn tiền công ngày giờ tiền đâu con thường bốn cái đại trụ đó. Toàn là gỗ quý không, ngồi đó mà khóc lên rầu lo làm sao mà thường nổi. Chỉ còn nước chết nữa thôi chứ thường sao không, không phương pháp nào con thường thở rồi mới thường bốn cái đại trụ. Cả làng người ta mấy ngàn cái gia đình người ta hùng lại người ta mua mà. Rồi khóc than rồi hàng xóm người ta nghe người ta mới hỏi thăm thì nó hỏi có ông già nào lại không, nó có ông già ông bị đầu bịt khăn đỏ ông che dù ông lại ông đứng dòm đây nè rồi ông đi rồi. Thì mấy ông về bắt gà mình sạch sẽ rồi xếp phai đi rồi mua lít rượu kiếm ổng năn nỉ không. Thì mấy người kia nghe nói gì cũng nghe phải, mần gà rồi xếp phai luộc rồi này kia để trong mâm trầu cao rồi này kia đầy đủ rượu bưng lại. Hồi đó con bưng công trình đó con cũng phải mặc áo dài khăn đóng chứ đâu phải đi không đâu, phải đúng lễ mới được hả ông? Đúng lễ. Rồi lại gặp ổng mới năn nỉ, lại lục ổng năn nỉ ổng vậy đó. Ủa có gì đâu, tài hụt hụt nhậu đã ăn cắp ổng đi đi lại chỗ đó cưa bốn khúc bỏ ra ngoài đó. Ổng nói ủa có gì đâu, ổng rút rìu ra ổng đứng đạp đó, ổng đẻo bằng rìu không à. Bốn cái đại trụ cũng chạm bằng rìu không. Mấy ông kêu nó chết lớn nữa. Làm hư nữa. Tiêu tùng hết rồi, đời này không còn người nào sống sót hết rồi. Ông đẻo dâm văn tứ sự mấy ông kia đâu dám nói nữa. Ông đẻo gì ông đẻo rồi đó, ngày ông hỏi còn mấy ngày nó dựng, nó còn ba ngày nữa. Ông nói ôi có gì đâu, thì tới ngày nó dựng thì ông đẻo dòm tá lạ một huynh để ngổn ngang đó nhậu à, để ông mệt rồi uống rượu nhậu nhậu đã buồn ngủ ngủ thức dậy đẻo nữa. Rồi tới ngày dựng lên hương chức đình hương chức làng thưởng thêm 20 đồng bạc nữa. Trời đất ơi, ông thợ này không có thợ nào bằng. Bốn cái khúc cưa dư thừa đó, ông đẻo bốn con quy đỡ bốn cái đại trụ đình. Đình thì kê tán, nhưng mà đẻo bốn con quy đỡ bốn cái đại trụ. Không có thợ nào mà không có kế hả? Hoạch mà giỏi bằng. Rồi quan làng thưởng mấy chục đồng bạc thêm nữa. Chơi vậy đó. Đi chọc phá rồi chơi vậy. Cái giọt nước tắc cầu ở trên mình đạp xuống ngay chân, lỡ miễu tắc cầu rồi đó mới bị có cặp sóng thần. Cặp xấu đó nhận giết biết bao nhiêu người ta nữa. Ghe tàn là ghe thương buôn, ghe giàu không à. Rồi cái năm đó ông thần hường cũng người núi Sam. Ông đó cờ bạc với ông ghiền ấp hiện. Bây giờ cái nhà bếp ông còn nữa, con thấy cái sáo mà cái rìa theo cái mái hiên nè. Với đầu kèo đã chạm rồng với cù không. Nhà bếp ông nhà bếp ông dài đâu chừng 50-60 thước. Cột tròn ôm nè, cột nào cũng có liễn, bộ liễn hết đó. Hôm nay nhà bếp không mà lớn gì đó hả ông Tư? Ông thần hương ông giàu dữ lắm. Cờ bạc ông thua chúng dở nhà trên còn nhà bếp không. Rồi ông mới chết đi, ông linh hồn ông xuống tới thác cầu dưới. Cái bữa đó cúng miễu thác cầu. Rồi dân làng ta cúng cũng như cúng thần đình vậy đó.
hội hiệp lại cúng cúng rồi cái có ông nhập cái xác người nít, ông nói ông vậy vậy đó, bây giờ tôn vinh ông làm thần giữ ở đây thì ông trừ hết ba cái vụ giọt nước giấy cặp sống thần này. Ta nói nếu ông làm được thì đây ta sẵn sàng tôn vinh ông là thần. Đó, lên ông chỉ ấy, ông đánh tay ông coi rồi ngày đó tháng đó nước rồng tập trung 3-4 xã thanh niên lợi sắp cừ dán rồi sắp đắp đập đào xuống ngay chỗ đó, nhập vô xuống cặm cây đó đào ngay dưới 2 thước mấy gần 3 thước mới gặp con lân dưới. Đào lấy lân dưới lân bằng cái gì không tư? Bằng lân đứng trên bộ lưới đó con, hồi đó bị cái miễu thờ rồi miễu nước cuốn ngã dưới á. Lân đồng, lân đồng nó mới thành tinh đó. Đào rồi chỉ lấy được con lân thôi chứ ta chưa biết cái linh nghiệm như thế nào, nhưng mà từ đó ta, năm sau hậu không có vụ nước nước sấy nước sống thần nữa. Rồi cái cặp ngỗng thần này rồi ông mới nói bây giờ muốn trừ con sấu này với cặp ngỗng thần, cái giọt nước sấy đó có con trâu nước ở dưới đó. Có công tử Long Duyên giữ trâu nước đó, thành ra trâu nước nó ở đó, nước nó mới sấy. Rồi cái đàn hát bộ nó hát, cái con đào chánh nó đóng vai bị còn vẽ mặt mày đội mão nó xuống ghe đáy, chứ hồi đó đâu có cầu dễ xính chứ giờ. Anh công tử Long Duyên anh lên chơi anh gặp anh bắt sống luôn. Bắt nguyên xác luôn không? Bắt xác hồn luôn, đi ra giọt nước sấy nó ghe mà ghe con ghe mấy trăm dạ mà còn chìm mà. Cái thằng kép chánh này nó đánh tay nó biết giờ đó đi xuống giờ đó bị công tử Long Dương bắt rồi. Thì chờ tới rừng đông sáng nó đóng bè chuối. Nó cột dây dụi nó ôm ra nó ra gần tới giọt nước nó hút nó ót ảnh xuống dưới ảnh. Anh gặp xuống dưới gặp vợ dưới ha ông tử. Gặp vợ thì ngồi dưới đất, thằng công tử thì nó tán tỉnh sáng đêm đó biểu vợ ảnh ưng lấy ảnh rồi này kia, nhưng mà vợ ảnh không đồng ý. Rồi thức đêm ảnh mỏi mệt ảnh ngủ giường á, anh rút gươm ra anh dứt công tử đó chết. Hồi xưa đàn hát bội là gươm thiệt không à. Rồi vợ trời vợ mới nói ngày hôm qua nay nó khoe tôi là con trâu đó là muốn đi biển cả ở đâu đi đâu cũng được hết. Ra hai vợ chồng với dứt con trâu chết luôn. Nó chém xúc chuồng chạy ra, thằng chồng nắm được cái đuôi, vợ chặt được khúc đuôi. Nắm được cái đuôi rồi nước cũng chưa có dính mình nữa, nó giật dây dụi trên này mới lôi hai vợ chồng lên. Lôi lên cái giọt nước sấy đó mất, con trâu chạy bỏ đó rồi. Chứ không có giết được trâu hả ông tư? Không giết được, bị cái chuồng ảnh làm bằng tre mấy tháng trước, năm trước đó thì bè tre ta mấy chục ngàn cây, ảnh hút với ảnh làm chuồng trâu chứ nhà ảnh chứ. Rồi cái việc lên mới nói tình cảnh vậy, rồi cái ông thần hường mới nhập vô, ông nói đi lên đó vậy đó. Giờ cái giọt nước sấy này phải nhờ ông đó đó. Ông mới làm được, lên rước ông thầy Thợ Đức. Chỉ ông thần hường bị nhà ông với ông thầy Thợ Đức này chơi chung hoài, không biết rành lắm. Lên rước thì ông mới biểu kiếm cho ông cái chiếc đũa bếp cũ nhất, ông cuồng chỉ đỏ.
rồi mấy xe ông cột trong chiếc lũa bếp, rồi ông đứng ông quay quay vậy, ông giục cũng như mình giục câu rê vậy đó. Chiếc lũa bếp nó nhiễu tới đâu là giọt nước từ đó chảy qua bển, không đạp ngay vô đình nữa. Rồi cái đường xây dựng xúm nhau gom góp tiền ăn cắt lên cái đình anh thờ ông nói thủng thẳng cất: bây giờ phải đi kiếm vợ chồng ông tên họ này nè, ông ở vùng đó đó, hai vợ chồng ông này chuyên nghiệp câu sấu, kiếm cái tên đúng tên đó, hỏi thăm đúng tên đó giờ ông không có nhà, ông ở ghe mơ, ông ở chỗ này, ông ở ông bắt sấu để có cua hồn đó. Thành ra ông không dám ở nhà, sợ cua hồn vô vụ nó giết ông. Lên mới tìm được vợ chồng ông đó, hai cái ghe chài mừ. Ghe chài mừ hồi đó là ghe lớn nhất đó. Mừ cái chèo đó. Cái rước xuống cái cúng tế lễ xong xuôi rồi cái ông chèo chiếc ghe ra ngoài giữa sông, ông cầm con vịt trắng với cái bè chuối, ông phóng xong ông lội vừa chọc con vịt nó la thì ở dưới hai con nó nổi lượt một cặp sấu luôn. Thì con nào nổi trước là ông mung ông phóng dính con đó, rồi dính vô mắt nó rồi nó trầm liền, còn con thứ hai nó tràn lên đâu còn gì nhữ nữa, ông đưa cánh tay ông cho con sấu ngậm cánh tay ổng, vợ ổng mới ngoài cái đầu tóc rồi nè. Quấn vô bộ chèo, vô cột chèo, con sấu nó hộp xuống còn xương không, thuộc lấy thịt ở mày đây. Dân làng mới bắt vợ chồng ông đó làm tường đó, nuôi nguyên cái làng đó phải nuôi vợ chồng đó. Bắt con sấu lên mần nổi bao tử nó không mấy chục ký vàng đó. Dựng cái đình tắc cậu mới lớn. Ăn khánh thành mới rình rang. Người ta mới tôn vinh ông thần hường ở đó thờ. Còn nguyên cái gánh hát bội đó cũng ở đó luôn, đi hát đâu hát, nhưng mà tới năm cúng chầu phải ra trời gì đó. Cái sự tích đó lâu đời lắm, cả mấy trăm năm hả? Mấy trăm năm nay. Bởi giọt nước trên mình nó đổ xuống con tính, mỗi lần nước nguyên nó chứa nguyên cánh đồng này biết bao nhiêu nước nó chảy xuống chứ sao chịu nổi. Cái giọt nước sấy nó không còn nữa, mà cái giọt nước chảy thì nó đạp vô đình, lỡ đình sao chịu nổi. Thì ông phóng chiếc đũa bếp đó, giọt nước từ đó chảy qua bển chứ không có cho chảy vô ngay cửa đình nữa. Cái bùa gì hay dứt hết ta. Là cái đó của ông thầy thợ đức ông em. Hồi xưa con đâu có máy móc gì đâu, đi ghe buôn ghe chèo đồ không. Còn ông Tư nói ông Phật Chùm hồi xưa là ông bơi bằng chiếc xuồng cây thốt nốt hả ông Tư? Cái đó tao nghe thằng em nuôi tao bị rồi đó, nó còn nhỏ. Nhà cha mẹ nó ở trong ngọn hang ca á. Ông Phật Trùm ổng lại, không ai biết ổng là ông Phật Trùm. Thấy ông già ổng bơi xuồng thốt nốt mà ổng bơi bằng tay không à. Ông bơi bằng hai bàn tay ổng không hả ông Tư? Hai bàn tay không à, trên nhà đang giả gạo. Rồi ổng đậu ghe đó, ổng mới lên ổng giả gạo. Giả gạo rồi ổng xin ăn cơm. Là ăn cơm sau này mới biết ổng là ông Phật Trùm. Hồi lên nó không ai biết ổng Phật. Lên Lục Bình cứng xong ra ổng bơi xuồng chạy như bay vậy. Hai tay ổng bơi. Phải có dầm rồi, nữa kia có chèo rồi, con này không có gì. Bơi bằng tay mới nói.
cái đó long thần hộ pháp ở trên cái phép màu người ta làm cho mình thấy vậy. Yeah. Không ở đâu lâu ở đó. Rồi cái thằng nó nói nó biết nữa, nó biết ông Phật Trùm nữa, là thằng nó còn nhỏ tuổi hơn bác kia lắm. Đâu có biết ông Phật cũng thánh gì, ông cũng như người ta bình thường vậy thôi. Ông hơi năm mấy tuổi, cứng tuổi rồi. Yeah. Mình mới kêu một cô bác thôi. Ông lên đó, ông giả gạo rồi, ông xin ăn rồi chủ nhà cũng tiếp đãi rồi đó. Cá mắm trong đó làm gì cho hết. Yeah. Ngày nay mà được có những ông thầy bùa mà như ông thầy Thợ Đức đó. Đâu có con đất nước Việt Nam mình, cái thế giới này có mình ổng, ổng hậu tổ người có ai đâu. Có mình ổng. Có mình ổng là giỏi nhất. Gia đình ở ngoài Châu Đốc nè, ở trường đua Châu Đốc nè. Con cháu, con cháu giờ còn không mấy ông Tư? Chắc cháu chắc còn nè. Đâu có ai nói nghiệp ổng. Yeah. Bùa giỏi quá giỏi. Mà mình hồi xưa cũng đâu có biết cái nguồn gốc ông thầy ổng là ai. Yeah. Thành ra nó mất đầu dây mối nhợ gì rồi chài lưới gì mất hết, đâu có biết nguồn gốc ổng là ai. Yeah. What? No.